À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Chocho Vua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các cái anh em Suebi, những chiến binh của nước Đức. Ở tập trước thì các bạn cũng đã biết rồi, mình đã kiểm soát toàn bộ vùng ngày nay thuộc bán đảo Ban Căng này, Đức này và nước Pháp rồi. Bây giờ thì kế hoạch của mình đang chuẩn bị tiến xuống Tây Ban Nha. Ở tập trước ấy thì nói chung thì mình vẫn đang tiếp tục cái chính sách gọi là làm nhiệm vụ của game thôi. Đó là chúng ta phải cướp bóc và chiếm được 80 thành thì chắc mình nghĩ là không khó lắm. Nhưng mà còn cái nhiệm vụ này cướp phá các cái thành trì đến tận 35 thành mình mới kiếm được có 16, có nghĩa là còn đến tận gần 20 thành nữa cơ. Đó cũng là một quãng thời gian dài đấy. Có thể là mình sẽ giúp mấy thằng đồng minh này xử lý được bọn ở dưới này. Sau đó mình sẽ cùng với chúng nó sang Trung Đông một chuyến. Trung Đông có vẻ bây giờ là sự trỗi dậy của cái thằng... đây nhỉ? Cái thằng Châu Phi này này. Nó có vẻ trỗi dậy hơi mạnh mẽ. Đấy. Đấy. Chưa kể phía bên dưới này là mấy thằng này nữa. Thằng Ai Cập hình như là đang bị đánh rất là nặng. Để mình xem này. Thằng Ai Cập này bị đánh rất khiếp. Thế lực của cái thằng này rất khủng này. Nó từ một cái nước nhỏ xíu mà bây giờ nó to hết nhỉ. Thôi kệ nó. Ai Cập là đồng minh của chúng ta. Mình có thể tiến sang bên này nhưng mà xem chừng là nó kiểm soát Armenia. Ok, đấy là chuyện của chúng nó, còn chúng ta cứ ở đây đã giải quyết cho xong khu vực Tây Ban Nha đó. Cái lượt này chắc cũng không có việc gì để làm nữa rồi, mình chắc sẽ qua lượt. Nhưng mà tình hình trung thành của mấy phe nó hơi thấp. Mấy đợt trước mình đã nó do các cái hỗ trợ nó giảm nên mình sẽ tính sau. Bây giờ mình sẽ cứ loa qua lượt đấy. Chiếm thành, chúng ta trả thêm được đồng nào, còn mất thêm tiền. Cái này nó sẽ bảo là chúng ta sẽ được giảm phí chiêu mộ gì thì chúng ta hải quân đi nhỉ. Mình đang định tuyển thêm ít đội hải quân mà. Đó, rẻ hơn nhiều. Vác thêm mấy cái thuyền nữa đi đánh nhau cho nó sướng. Rồi bây giờ kế hoạch tấn công xuống phía nam của mình bắt đầu. Mà xem chừng là spy của nó cũng đông lắm. Kinh. Xây cái nhà này để có lính phòng thủ. Cứ bình tĩnh. Chúng ta cần một thời gian để trị an. Mất khá nhiều thời gian, không phải đơn giản đâu. Ready! Fleet! Ready!
Phải có con này vào để nó trị an cái vùng này. Dùng trị an tụt kinh khủng. Đây rồi. Bổ sung các quân đoàn sang phía bên này. Cần có đội quân đoàn nào, nó có thằng spy rồi đó. Ở đây mình toàn các quân đoàn có cận chiến. Đây rồi, hai thằng spy, hai thằng cận chiến là được rồi. Một quân xíu xíu đó. Hồi thêm lượt nữa bắt đầu đánh vào đây. Mỗi một hướng sẽ có một thằng spy và một thằng champion. Phía bên này thì đây có thằng champion rồi. Còn spy là thằng nào nhỉ? Thằng này à? Cũng được. Về mua mấy thằng cung thủ rồi. Có thể tập thêm được quân đoàn nữa nhỉ? Thêm được một nữa. Hạm đội thì rất nhiều. Trung thành lên ngay, chúng ta chuyển lại cái hỗ trợ phát trung thành lên ngay. Cứ bình tĩnh. Bây giờ tiến sang Trung Đông thì cũng được mà nhỉ. Khu vực này nếu mà an toàn rồi, thực ra mình giết lốt mấy cái thằng đồng minh kia của mình đi thì an toàn lắm rồi. Mà làm thế thì nghe nó có vẻ không được đẹp và hay lắm. Khôi phục nó lên rồi lại giết chúng nó thì nghe có vẻ hơi phi thể thao. Lại có cướp bóc ở đâu đấy. Đây rồi, phải học vào cái này thì bắt đầu mới mạnh được. Nó mới bảo là bậc thầy cung thủ được. Thế ai à, nó tấn công mình không di chuyển được này. Tấn công thầy này cho anh. Mày mua quân à? Garlic Hunter khá mạnh đấy. Cái đội cung này của chúng ta thì có cái tầm bắn rất xa. Chúng ta có cái đội đây này, 185 sát thương 48 cơ. Cung của chúng ta bắn rất xa. Cung này thì bắn củi quá nhỉ, tầm bắn ngắn. Chủ yếu cung đấy chỉ yểm trợ bộ binh chứ không thể đối đầu với... Chiến! Lần đầu tiên hải quân của mình được đánh một trận.
lại cái thanh kiểu này. Thanh kiểu này thì hải quân mình đổ bộ vào đâu? Vào đây à? Thế còn lục quân thì làm nào để vào được? Ô, ngon chưa? Nó còn có hai lớp tường thành nhá. Tường thành thứ hai của nó còn có thể đặt được cung thủ bắn này. À. Hổ báo kinh. Cái này là mình có thể mình tấn công được lớp thứ nhất thì lại phải đối đầu với lớp thứ hai, tường thành thứ hai. Ghê đấy. Được. Thanh của dợ mới lên cấp nó cũng gớm nhỉ. Đánh từ ven biển đi. Có thể mình sẽ lợi dụng đội pháo hạng để tấn công. Đâu nhất thiết cứ phải dùng pháo này đâu. Pháo hạng cũng mạnh mà. Tầm bắn cũng xa nữa. Đội cung của chúng ta thì rất mạnh. Đấy nhá. Ôi hỏng ăn rồi, bên này nó có đến hai cái tháp canh. Our reinforcements have arrived. Nhưng hình như nó không bắn được mình, nó bị chéo tầm nhìn. Ôi may quá. Nó bắn được thì vỡ mồm. Hay quá nhỉ, bắn kiểu này trúng được cả tháp canh, trả cả lính của nó này. Rồi, hay quá. Phá luôn tháp canh cho anh. The enemy's tower has been destroyed. Cẩn thận mấy chứ nhỉ? Bỏ lao bướng với đại tướng này. Thôi dừng, cho vớ vẩn bắn chết con mình. Úi dồi ôi. Rồi, hải quân chúng ta xử lý bọn này nhanh như chớp. Sáng luôn anh em. Ballista. Đã còn phải lo bắn ở đây. Đáng xem hay. Chúng nó chết hết chưa? Phá hạn rồi, lên đây. Chuẩn bị phá tường thành cho anh. Ready to rain down death.
cháy tháp canh à? Nó nhiều tháp canh thế này bắn nó rơm hết được. Rồi này. Lớp tường thành thứ hai vào được thì lại vỡ mồm. The enemy's tower has been destroyed. Bắn cái này cho anh. Cái này bị hỏng hết rồi à? Cung thủ rồi. Bắn Berserker. Hải quân nó sẽ đổ bộ theo đường biển và tấn công ở đây. Bắn cháy hai tháp canh này rồi đổ bộ để tiến vào đây à? Cũng là một giải pháp hợp lý. We have discovered the enemy's hidden units. Đấu với Kraton Archer. Quên sập à? Our general is under attack. Tướng của mình bị tấn công á? Ready. Lùi lại đi. Đừng cái binh nữa, lùi lại. Cứ để đấy. Relic Hunter nó này, bắn. Tháp canh nó sập chưa? Phía bên này pháo hạng mình bắn chưa? Rồi. Thành này của nó rộng ghê nhỉ. Cái thành này nếu mà được phòng thủ thì mình mà phòng thủ thì chúng nó cũng hơi bị vỡ mồm ấy. Hai lớp tường thành là một cái điều rất là tuyệt vời ấy. Quân trong thành nó khá đông. The enemy's tower has been destroyed. Bắn tốt nhỉ. Còn cơ số đạn còn một ít nhưng mà thôi, lên đây đi. Missiles ready and waiting. Bắn vào này để yểm trợ. À đây. Đứng vào đây. Yểm trợ cho bộ binh. Warriors group, get running! We have discovered the enemy's hidden units. No. We await your command. Faster, reload. Thì quân lục chiến của mình sẽ tấn công theo hướng này, nhưng mà xem chừng bắn tháp canh mãi sập đợt này. Sập chưa? Đó, chỗ này nó có hai cái tháp canh này, mình phải bắn sập cả hai. Đúng rồi, cái tháp canh này thì không bắn tới đây, bắn sập cái tháp canh này nữa. They will bleed for us. Lên. Sword masters. Lên luôn. Archers. Bắn ra. Không được để cho nó phơ con này. Ok, bắn. À, bọn mình đánh xào nó này. Wow. We have discovered the enemy's hidden units. Ừ,
Ăn chúng nó luôn. Ủa, nó tập trung đấy đâu quá nhỉ? Nó còn đội cung nào nữa? Tầm bắn vẫn hơi ngắn. Cho vào đây. Hỏi điểm trợ được tốt hơn. Đây à? Mới thằng Ski Mister à? Bắn. À, tháp canh bên này nó bị sập rồi. Phá hạn đâu, bắn tiếp vào đây. Swordmasters! Berserkers! Berserker, ra đây! Swordmasters! Scrappers ready! For the old father! Nó đang lã tên rất tốt. The battle is turning in our favor. Chưa phá được cái tháp canh này. Cái này làm sao mà đổ bộ được? Kệ sờ đấy chứ nhở? Bị mấy cái tháp canh bắn thì đáng là bao. Không đổ bộ thì đến bao giờ mới vào thành? Berserker. Sword Masters. Charge. Và này Sword Master chia thang lên. Vào, phơi nó luôn. Nó cũng không có lính đánh xa đây nữa. Sword Masters. Get out! Berserkers. Back. Live to fight. One of our units has gone berserk. Điên cuồng chém giết à? Ừ, tốt. Bắn. Hải quân mình sẽ đột nhập vào trước. Lục quân của mình sẽ tiến vào sau. Ồ. Phòng thủ cận chiến của Hải Châu nhỉ, 124 à, lớn thật. Mình đang kéo được cờ lên rồi, mình có thể kéo được cờ lên tốt quá nhỉ. Ô kìa 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 kìa, đứng tập xa nó này. Xem tích Slinger này, bán cho anh. Ủa, đạo này vào sai sâu đấy. À, nó vào theo hướng này.
One of our units has used all its ammunition. Lực lượng hải quân đánh bộ của mình bây giờ bắt đầu mới đổ bộ. One of our units has used all its ammunition. Đội cung bắt đầu hết rồi. Đội cung bắt đầu cũng hết quân rồi. Ôi. Ôi. Nó có đội Shermanden gì đến mạnh thế. Đuổi nó. Điên cuồng chém giết cho anh. Rồi, thủy quân lục chiến bắt đầu đổ bộ. The enemy's tower has been destroyed. Ready and waiting. To the shore. Artillery. Fire on the enemy. Ui giời. Chúng ta không có những chiếc thuyền to và lớn như của La Mã hay là Hy Lạp, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta không thể tấn công. Thế là one of our units has used all its ammunition. Thằng tướng nó đứng ở đây. Đội kỵ binh của mình vào thành chưa? Mình chưa chiếm được cái thành à? Đứng đây chiếm thành à? Cho kỵ binh vào thành đã. Khi hết cung tên rồi thì phải có kỵ binh vào thành. Chiếm thủ đô của nó luôn. We have captured a tower. Chưa đổi bộ hết à? Artillery at your command. Give them quân mình nhanh hơn nó. Sword Masters. The enemy's tower has been destroyed. Tướng của nó bị ngáo à? We have captured a tower. Tướng của nó bị ngáo. Sword Masters.
Italian noble cavalry. Line watch formation. Sốc cho anh. Ôi ôi, nó vừa sốc vừa ném cái luôn. The enemy general is dead. Quân của mình vào hết thành rồi. Tôi đã chết. Ủa. Hải quân mình chậm quá. Để mình chơi liều, mình cho hải quân nó đổ bộ sớm tí cũng được nhỉ. Hoặc là tăng số lượng thuyền pháo lên để bắn nó nhanh hơn. Nhưng mà tăng thuyền pháo lên nếu chẳng may gặp những trận đánh mà lì thì cũng mệt. Đi đây. Cướp kiếm tí sẻng. Hải quân lên cấp này. Cộng 5 melee attack skill khi đấu với đội quân Hellenic. À. Thằng này được hỗ trợ cái gì nhỉ? Cộng 5 melee attack cho các cái infantry. Cái bắn đá thì không cần, cái này thì được. Cái này thì để lại. Xây hai cái công trình điện. À được. Vùng này toàn văn hóa Iberia. Xây thật, đến bao giờ mình mới phải tạo được. What? Vùng này có hỗ trợ gì mà tại sao lân được thuyền lên nhỉ? Lân được thuyền lên giáp vàng này. Lên được giáp vàng. Ổn rồi, một cánh quân đã được hình thành. Ôi ôi, thằng này dẻo sớm. Cánh quân bên này. Ready for orders. Đây rồi. Thằng này nó có thằng spy đứng vào thành đã không kiểu như là ám sát. Cứ từ từ giải phóng Tây Ban Nha nữa rồi mới tính tiếp đẹp. Chia một cánh quân nữa sang Trung Đông đi. Để bên này nhầm gì nhiều cho nó phí nhỉ. Sang trợ giúp đồng minh ở bên Trung Đông. Toàn tấn công mình thôi. Vùng này ổn chưa? Có vẻ ổn rồi. Quân đoàn đó là toàn quân đoàn này quan. Battle.
xuống dưới kia để mua cung thủ đã. Được đấy, thêm một quân đoàn đã tiến sang Trung Đông, mình sẽ sang Trung Đông ạ. Có đủ tiền thì làm cái việc gì không? Đủ tiền để làm cái việc gì không? Một quân đoàn spy nữa đây rồi. Ngáo nhất cái vụ là ám sát đấy. Lại chơi một, chắc nó lại thay đổi cái hỗ trợ vùng rồi. Italia vùng này à, chúng vào cái vùng Japani để hết rồi đấy, quái dị thật. Nó thay vào cái vùng này à, này cho cái trung thành nhiều sự. Cái phạm vi ảnh hưởng của các phe phái khác nó cứ bị thay đổi liên tục như này. Tăng sát thương của cung thủ. Có vẻ vùng này ổn rồi đấy. Bốn quân đoàn này sang Trung Đông là ổn rồi. Chia sẻ cho nó hai con ngựa. À, hai đội đúng rồi, hai con ngựa. Đây chứ. Xuống đây mua cung thủ rồi. Hay da, chúng ta có một cái hạm đội nữa đang hình thành đây mà. Được á. Cử thêm hạm đội này sang Trung Đông, còn hạm đội này ở đây được rồi. Nhưng mà Trung Đông bây giờ có cái việc gì đâu nhỉ? Đồng minh mình nó kiểm soát hết rồi. Công trình này có thể tuyển được berserker này.
Không đủ quãng đường. Ambush. Chúng ta sẽ ambush. Share my fire. Người Đức rất giỏi với ambush mà mình đánh trận mình gần như chưa được cái trận ambush nào mấy. Thanh niên này nó lên giải quyết luôn nhiều nhỉ. Cái thằng này nó chiếm được hai vùng rồi đấy. Thôi kệ nó. Ambush. Cơ hội ambush là 55%. Rồi. Mình có lực lượng hải quân ở đây. Xem nào. Đấy, trung thành nó lại lên ngay. Giờ ấy bỏ ra có 1.700 để tăng thêm trung thành. Lên luôn. Nào qua lượt. Bây giờ lo ổn định. Xem có thằng nào nó chạy ra chỗ mình để ambush phát. Là chuẩn bị đến rồi. Chạy sang đất của anh xem nào. Ngọt. Nếu mà Night Attack nữa thì còn mạnh nữa. Nhưng mà thôi, ambush cho ban ngày đi. Thực ra trận này quá easy nhưng mà mình cứ đánh một trận cho nó vui thôi. Còn người Đức vẫn là bậc thầy về ambush mà. Đây là sườn đồi à? Ôi dồi ôi, có đến hai cái cuộn rơm, tha hồ mà lăn. Chỗ này nó có dốc nhỉ? Không dốc là nó lại lăn ngược trở lại vào mình thì lại vỡ mồm. Bên nào dốc hơn nhỉ? Nên là lăn ở đây sao? Trận này đánh cho vui chứ còn nó thì ăn làm sao được mình. Mấy thanh niên này ở bên này đổi xuống đi. Stay where I put ya. Nó không có lý đánh xa mà chắc mình không phải ngại đâu. Bây giờ mà đánh một phát thì mình đầu tiên mình phải cho bọn này nó lăn đống rơm đó. We have discovered the enemy's hidden units. There they are! A herd of sheep, blind to the approaching wolves! Attack!
Lăn rơm. Ôi chết mất mấy thằng kìa. Bị rơm nó lăn vào người kìa. Lăn trượt à? Ăn nào. Đúng rồi, ăn nào. Our hidden units have been discovered. Sốc nào. Xe bắn đá dừng đi. Our hidden units have been discovered. Ambush. Xong. Mounted warriors! Riders, advance! Riders, forward! Attack! Metroid! Mày thích lấy mao à? Xong rồi. Rất thích chơi ambush. Người Đức rất giỏi về ambush. Khi ambush nó được cộng cả leadership và cộng tinh thần chiến đấu lên nữa thôi. Nó rất là mạnh. Có cái con mắt này đây này, tấn công kiểu frenzy. Đấy là mình cần chưa bật lên. Thôi rồi, trận đánh easy, đánh gọi là giải trí. Đội bác gì của mình chém tởm này. Thế mà vẫn còn sống sót được một thằng kìa. Giỏi. Vẫn còn sống sót được một thằng. Ai trời ơi. Bộ quân của sói này. Tăng vào cái này nữa. Nó chạy đến đây à? On the move, lads. Để luyện kinh nghiệm cho quân đoàn đấy. Chỉ có một thằng quân của nó thì làm sao mà sống được. Quân đoàn rank 3. Cộng vào đây. Tất cả các cánh quân đều tấn công. Ôi giời. Trận này mình luyện cấp cho mấy quân đoàn này đã. Trận này nó easy quá. Rồi. Ôi thế nào mà đánh auto mất quân nhiều thế nhỉ? Thế còn cái thành này nữa. Tử lạn đi em. Trời ơi.
cần phải mất rất nhiều thời gian thì mình có thể chuyển đổi cái văn hóa của nó được. Chị An cái vùng này thấp. Không tới. 5-3 điểm thì cũng không sợ lắm đâu, nhưng mà mình đang tăng vào rất mạnh vào hỗ trợ cho quân đội này, toàn đam cho cung thủ. Ồ, cộng 10 nữa thì để xem cung của mình nó sẽ lên đam cao bao nhiêu. Caitlyn Archer của mình chưa lên mắc nữa. Just say the word. 48-181. For the all highest. Sword and shield to my people. Can I finish my wine? The weather looks right. The way is blocked. Coming ashore. I live to serve my people. Chưa có con ngựa nào. As you request. Vùng này có vẻ yên ổn. Chưa xây được hết tiền à? Lần sau nhớ phải xây, không kẻo là chết toi. Xây thêm một cái ruộng ở đây cho nó. Cánh quân đi sang Trung Đông của mình là sẽ có mình mà chiếm thêm đất nữa là khả năng sắp thành lập thêm một quân đoàn nữa, có champion nữa. Lại bổ sung thêm. À, Saba này. Thế lực đại gia mới nổi. We do not beg for gold, only ask. Mình thế anh sắp khử mày rồi. Starport mình. Mãi chưa có con ngựa nào. Lại trúng độc à? Thirsty for battle. Ready for battle. Ready for orders. Starting out. You have further orders for the tribe. For the all highest. Your next command? Nó lại đầu độc mình. Mình đã bị dính trúng độc rồi. Vùng Managa. Chị ăn tăng rồi. Hết tiền mua cung thủ à? Đủ mua không? Can I finish my wine? May quá, vẫn mua được. As you request. Quân đoàn này tí cho mua quân rồi.
Ôi ôi, thằng Sapa cái đó. Ôi, mấy thằng Trung Đông mạnh thế. Nhưng mà đánh nhau Trung Đông mình ghét nhất là bọn gián điệp của chúng nó ám sát kinh hồn. Sang Trung Đông mấy anh Berserker chắc không có nhiều tác dụng. Kể chân thì chống làm sao được tên của chúng nó. There is a time when warriors must sheath the sword. Giải pháp hòa bình là hơi khó. Ready for orders. Đang 150 rồi. Mới tuyển đã 150. As you request. Đấy là chưa nâng hết công nghệ, nâng vào đây nữa thì tăng 10 nữa thì nó sẽ lên 5 mấy? 55 à? Sự đẹp nó chơi. Không có quân à? Không có quân à? Quân chúng mày đi đâu hết rồi? Quân nó đi đâu hết rồi nhỉ? Cái nhiệm vụ quái thai cứ bắt mình về chiếm xong lại cướp, cướp xong lại chiếm. Thế là xong. Thằng này thì còn mỗi cái thuyền ở trên này, đi hát rong trên đấy thôi. Thanh niên này chuẩn bị dẹo. Thanh niên này du mục quá. Nhà thì không ở, để mò mò tận đây để làm gì biết. Còn có hạm đội ở đây nữa cơ. Thứ ăn ổn mà. Tiến xuống à? Nếu bây giờ mình đánh đồng loạt vào hai cái thành này, quân đoàn này, nào cũng tiêu diệt được luôn cái thằng này. Ây da. Nhưng mà làm thế dã man quá nhỉ. Ai Cập nó vác quân lên đây làm cái gì nhỉ? Đó, mình đã cho mấy thằng Ai Cập đã có hiệp ước cho phép triển khai quân trên lãnh thổ nhau chưa nhỉ? Pharaoh, Master of the Nile, blesses our meeting and wishes all to speak truth so that agreement is reached. Pharaoh, wise strategist and brave leader of all, requests that you attack these people. These people are sure as ripe grain by the river, waiting to be harvested. Can you carry out an attack? Thằng điên thật. Rồi. Phải thế. Cho phép mình triển khai quân thì mình đi kiểu gì sang đất của nó.
Về đến bộ quân. Cái vùng này bây giờ mình ít mua quân không nhỉ? Mà mình đâu có tiền để mà mua làm quân đâu. Can I finish my wine? Thêm cái thằng này nữa, cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ. The blessing of the Olympians upon you. What then do your noble people desire of us? Ô, thằng này nó tấn chiếm ác không? Parkia. Đại ca mới nổi này ở đâu chui ra đây? Biển Đen lại không an toàn rồi, khu vực Biển Đen lại không được an toàn rồi. I bring word that my lord looks to end the war. He will not. Hòa bình với nó, mình có được cái gì đâu. Fish ngọt. Chúng ta sẽ có một cái lễ hội. Chúng tăng tiền ở đây à? I live to serve my people. March to travel is to be free. Mình chưa có. Kinh quá nhỉ. Wow. Đại ca mới nổi này ở đâu chui ra đây mà ghê này, đánh chiếm hết khu này cả. Tao phải tích tiền đấy. Mấy cái thuyền rách này thì làm ăn gì? Chúng ta hết quân rồi. Mấy thằng trên đảo Anh này sống an nhàn nhỉ? Không phải lo lắng gì. Chưa hồi hoàn toàn. Nó có thể tấn công được không nhỉ? Băn khoăn. Yes. Sword and shield to my people. We still have a wind. Sit. Share my fire. Đang chế độ hành quân. À, nếu mà chúng nó sẽ vây thành của mình chứ nhỉ? Nó sẽ công thành của mình mà. Mình thử một trận công thành ra, cho nó công thành mình xem như nào chứ nhỉ? Đánh thì dễ quá.
Nó cái hành quân này mình được ambush. Germany compression. Sao cái địa hình? Địa hình gì mà xấu vãi chưởng. Ôi ồ. Tóm lại là bên kia nó không thể chạy được. Không cho nó chạy sang bên kia được. Hầm trông bẫy đá này. Tường rào. Phía bên này bị chặn rồi. Kỵ binh nó sẽ từ đây bổ nhào xuống này. Battle group awaiting orders. Berserker. Thế này thì quận dơ mình phải để cao cao như này. Nó mới ăn thua chứ nhỉ. Đây này, đây này, đây. Tầm này này. Lăn phát nó mới chết nhiều được. Ôi trận này mình cứ cho quân ở trên này được mà. Cần gì phải sát nó lắm đâu nhỉ. Cho nó chạy lên là vừa. Chỗ này nó đánh đánh ném lao nhiều quá. Cung của mình tầm bắn có 159 thôi. Đây không phải là đội chuyên để bắn cung. Cái đội kỵ binh này nó tính là tướng luôn đấy chứ đùa đâu. Tiếp em ơi. Úi giời. The battle is turning in our favor. Ôi ôi, quả cầu lửa nó lăn đâu chết đấy. Úi. Sướng thế. Cavalry. Diệt luôn. Rồi, đội cung thủ ở đằng sau này. Ui, bị xe. Dừng. Bị cái đội gì nhỉ? Đạn pháo nó lăn nó chết cơ số luôn. Sarkar!
One of our units has gone berserk. Rồi, điên cuồng chém giết rồi. Italian noble cavalry. Italian noble cavalry. So master. Ready for battle. Italian noble cavalry. Italian noble cavalry. Berserkers, tremble before us. Sword masters. Sword masters. One of our units has gone berserk. Điên cuồng chém giết rồi. Nó là chế độ hành quân này thì chắc chết sạch. Ambush kiểu này đánh. Nhưng mà nó lắm tính xa quá. Nếu mà nó nguyên cận chiến thì mình để chơi cái kiểu áp sát và đánh cho nó sướng. Nhưng mà nó đánh lắm tính xa quá. Nguyên mấy cái cuộn dơm của mình nó lằn nó chết bao nhiêu lính cung nó. Sword and shield to my people. For the old, wipe them out. Get on our way. Fleet ready. Quánh luôn không nhỉ? Đang băn khoăn. Chết vài thằng lính rồi. Quánh luôn. Vây nó đã. Để thằng này nó xử lý bọn ngoài á. Bị vây như vậy thì như nó không tiếp viện được cho nhau. Đúng rồi. Nó không tiếp viện được cho nhau. Bọn này tha hồ ăn đòn. Ồ, địa hình của mình sao chuối này. Rồi ra chỗ nào đồng bằng đánh cho nó dễ nhìn. Đoàn hàng tiến lên nhìn trông nó chất. Group and ready. Nó gọi là chất chơi người rơi. Đoàn hàng tiến lên. Groups and awaiting orders. Để cái binh của mình đứng đây thì làm gì có thằng nào tấn công một pháo mình. They will đây anh em. I am getting sick of these speeches. You know, enemy reinforcements approaching. Nó vào từ đằng sau à? Ờ. Vậy thì không sợ. Once more, my friends, I ask you for the honor of fighting with you. We serve Germania. Germania. Marches. March. Italian noble. Đi chế độ này thôi để đỡ tốn sức. Quân đoàn của mình nó giáp trâu kinh khủng luôn. Sword masters. Wow. Phòng thủ vận chiến 137 mà chưa bật skill. 132 tấn công cận chiến rất cao. Đây là quân đoàn của nhà vua cơ mà. Bạn không chất nữa thì ai chất? Ballista! Sword masters! Ready
Valkyries! Orders! Take aim! Men of Italia! Attack first! Our hidden units have been discovered! Mày nghĩ mày ăn được cái anh nhá? Cái y binh của mày mà ăn được anh nhá? Y binh nó chạy... À, hôn phết nhờ? Hôn phết ấy, mặc lốp mình được. We hunger for blood and battle. One of our units has gone berserk. Bóc lốp với thằng cung thủ của anh ạ. Our general is under attack. Mày chịu chết à? Ôi đánh kiểu này không quan sát được chết quân kinh quá. One of our units has gone berserk. Italian noble cavalry. One of our units has gone berserk. Quân của nó ở trên đồi kia cơ mà. Chỗ này cho nó chết hết rồi. Các bạn là chơi kiểu này mình không quan sát được xem chúng nó còn địch ở đâu. Chủ yếu nhiều khi mình cũng gọi là đánh nghịch một tí cho nó vui chứ. Chứ lúc nào trận nào đánh kiểu dễ quá không hay. Tất nhiên mấy thằng Berserker nó hơi yếu mà mình đánh kiểu này thì dễ chết á. Thôi rồi, kết thúc trận đánh được rồi. 159 đồng chí hy sinh. My steps for the All Highest laying siege to their hovels.
besieging settlement. Aidan, Kichitan! For the tribe! To battle! Trận này cho hải quân đánh trước xem nào. Hay lục quân đánh trước nhỉ? Lục quân đánh trước thì... Ôi, nó lắm thuyền thế nhỉ? Mình chỉ sợ... cho hải quân đánh trước thì không kiểu như thuyền nó xông vào nó đánh mình. Cho hải quân đánh trước. Vào rồi à? Vào rồi à? Bây giờ lục quân của mình tiến bên này à? Thế như hải quân sang bên này. Nhưng mà mình cho xa xa ra một tí cũng kiểu là giáp với đội thuyền của nó. Để cho chúng nó trèo lên bờ đó. Không thì đánh nhau trên biển tay mình không ăn thua. Đứng xa xa. Nó không không dám... Nó thực sự thì nếu mà mình không đứng quá gần nó thì chắc nó cũng không dám xông ra đâu. Chắc nó sẽ đổ bộ. Đoán thế. Enemy reinforcements approaching. Mà nó tiếp viện ở đây à? Lục quân của mình. Cứ từ từ. Để xem hải quân của nó làm cái trò gì ấy. Sword Masters! Warriors ready! Ready! Ra sát biển này này. Xem phần nào dám lao nháo. Nó không có nhiều hải quân kỵ binh. Từ từ, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh mà tiến lên. Khả năng chúng ta sẽ đổ bộ nhỉ? Mình đang chờ cho chúng nó đổ bộ. Nó không chịu đổ bộ thì làm nào bây giờ? Đây. Đánh trên biển nó đông đông này là dễ nguy hiểm lắm. Chứ mấy thằng này thì thực ra cũng yếu cùi làm ăn này. Mình cũng sợ lắm. Để nó giản quân thôi. Rồi. Trận này là trận lớn mà, cứ bình tĩnh. Archers! At speed! We await your command. Swords! Warriors, orders! Battle ready! Get running!
Đó rồi, cho nó đổi bộ bớt rồi. Bạn ơi. Không ra, dám ra hướng này. Nó định ra hướng biển à? They will bleed for us. Missile infantry. Nó rút về nhà nhưng nó không dám ra đây đâu. Bắn. Báo hạ bắn cũng không ăn thua mà anh nhỉ. Chuyển nhiều quá. Rồi, có để chúng nó đổ bộ. Chết. Úi dồi ôi. Mày không chịu đổ bộ rồi. Rồi. Nó đổ bộ hết rồi. Sao được mình chán bờ phát chết luôn. Sword Masters, we await your command. Fire on the enemy. Fearless warriors. Tấn công bọn chúng, bọn này á. Dồn hết quân ra đây chưa? Đâu để xem được cái binh của nó đâu.
À, lùi lại, lùi lại. Sword Masters! Get running! Melee fighters ready! Move it! Sĩ binh của mình phải đứng ở đây. Còn bảo vệ phòng tuyến. Chỗ này phải cho pháo hạng bắn một tí. Phá bộ đâu rồi? Nó đánh nhau ngựa mình nhá. Hổ báo nhỉ. Scrappers ready. All right. One of our units has gone berserk. Điên cuồng chém giết à? Được. Mình bắn vào đây đi. Chết của mình. They will bleed for us. Bắn đây cho anh. One of our units has used all its ammunition. Tàn nát à? Trận này nếu mà mình cứ để cho chúng nó hải quân của nó vào đánh trên biển trước là mình toi đấy. Lục quân của mình thì trận này tiếp quản rồi, đứng trong thành rồi. All Father be praised. How can I help? Mày. Ready for orders. Lên rank à? Tốt. Lên rank thì học vào cái gì? Cái này là melee attack. Hải quân thì nó học vào cái này. That is a dangerous course. To the heroes. Còn có một thằng quân duy nhất. Đừng có mà bảo là để chết mất thằng nào nhá. Ready for battle. Rồi xong. Sửa chữa vùng này, vùng này nó được hỗ trợ gì không nhỉ? Mình cũng không biết nó hỗ trợ gì không. Tướng cấp 8 rồi. Rồi, cứ tăng vào cái này. Cái này tăng vào giáp nữa. Một thằng nữa dẹo. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Mình không dùng được công trình này.
Tốc độ tiến quân của mình là thần tốc. Thanh niên này cũng sắp dẹo lốt rồi. Hạm đội của mình nó không bị thương à? Cho xuống dưới này trước đi. Drop anchor. Qua lượt phát nhỉ? Ở đâu mình có tiền mà. Vừa cướp được khá tiền. Còn Trung Đông này thì thế nào rồi? Mua rồi. Ôi trời ơi. 21. Đếm xem nào. Chỗ này còn bao nhiêu thành nữa? 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 thì mình lại phải sang Trung Đông cướp thêm một ít thành nữa rồi. Còn cái chiếm thì chắc là không cần nhiều lắm nữa. Ôi ôi, mới được có 59. Còn phải đánh nhau to ấy chứ không phải ít đâu. Trừ 5 điểm trung thành. Hình như nó lại thay đổi cái hỗ trợ vùng à? À, vùng này bây giờ lại thành của mình rồi đấy. Bây giờ lại cho cái vùng trên này. Nó đổi lung tung xẻng liên tục. Bây giờ vùng này thì lại trở thành ảnh hưởng của phe địch, phe đối thủ. Điểm trung thành chưa lên được. Thêm một thằng chính trị gia nữa thì ngon nhỉ. Ồ. Sang Trung Đông thì mình còn chưa biết được đánh nhau kiểu gì. Bọn Trung Đông nó rõ gớm. Mấy người Trung Đông quê. Con nó đi đâu hết rồi? Chứ con nó đi đường nào hết nhỉ? Psycho Will. Mỗi một tỉnh nó chỉ tính cho mình là chiếm được một lần thôi. Nó không tính cho là hai lần chiếm là được hai lần cướp. Đấy, thế là mình buộc phải chiếm và giải quyết từng lần một.
Đâu rồi? Còn một cái hạm đội nữa cơ mà. Chuẩn bị sang khu vực Biển Đen, sắp có chiến tranh rồi. Khu vực này sắp có chiến tranh rồi. Đây là mấy thằng Trung Đông như này. Từ đã về nhà đóng quân đi đã. Ô, thằng... Thằng này chiếm được một... Welcome, welcome. In a spirit of... Mày không cho tao đi lên đất của mày, tao đánh nhau rồi gì? Only the score. What? Thanh niên này nó đang nổi dậy à? Kệ nó chứ nhỉ, cho nó đánh chiếm sang bên này, mình tiện thể mình đập luôn. Việc gì phải sao dữ vội. As you recall, do your duty, my warriors. Ấy. Rồi, chúng ta huy động được rất nhiều các quân đoàn đi rồi. Chị An của ngày ổn rồi. Văn hóa Germanic tăng trên 60% là ổn ngay. Gì đâu mà... Còn vùng nào xây được cái gì thì xây. Đưa quân sang sang khu vực Biển Đen à? Cố gắng giải quyết xong khu vực phía bên này phát. Tây Ban Nha sắp ổn rồi. Tăng tốc độ vào nghiên cứu. Mình đang nghiên cứu quân sự. How can I help? For the tribe. Nó định tấn công ở đây à? 9, mình cũng có 9 thằng. Ăn được. Ready for orders. Cây nhỏ, cho quân đoàn đóng đây à? Cả thằng khi ứng nhanh chân đấy nhỉ, đã chiếm được cái tỉnh này rồi. All hands to the oars. Thành đông quân nè. Ôi, đa 100, đa 50 rồi. 58. Siege to their hovels. Let them cower before us. Đảo qua nhà cửa xem. Nước thực của mình khá phết đấy. Hết sèn. Này thì không tăng trung thành nhỉ. Đây là hỗ trợ nó có thay đổi không? Nó cứ liên tục lèn xoèn đấy. Ở đấy lại đến vùng này. Vãi cả lúa rồi.
giờ đến vùng nào trung thành nó nhỉ? Lại đến vùng này, lại đổi trở lại vùng này. Bọn này nó cứ đảo như giang lạc thế này. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.